Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa. Mấy hôm nay chúng ta nghe bài Tin Mừng là trích trong lời tạ từ của Chúa Giêsu trước khi Ngài ra đi, nghĩa là Ngài tạm biệt các môn đệ của mình đi chịu chết. Và hôm nay chúng ta nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu có rất nhiều điểm để chúng ta suy tư, để chúng ta học hỏi. Nhưng mà tôi chỉ xin nói một điểm một thôi, là Chúa Giêsu hằng thao thức căng cánh trong lòng về sự hiệp nhất của các môn đệ Ngài. Ngài cầu nguyện cho họ nên một, như Cha ở trong con và con trong Cha, như chúng ta nên một với nhau, nên xin Cha thương giúp họ để họ nên một với nhau như chúng ta. Chúa Giêsu nói ngay câu đầu tiên là sự hiệp nhất. Nên một có nghĩa là chúng ta gắn kết với nhau, chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau. Dĩ nhiên trong cuộc sống thì ai trong chúng ta đều có cái quan điểm riêng của mình hết. Nên nếu mà nói tôi trở nên anh, tôi trở nên chị, hay là chị trở nên tôi, hay là anh trở nên tôi, thì chắc chắn là không có rồi. Chúng ta là mỗi người độc đáo. Nhưng mà làm sao để chúng ta nên một đây? Có đó, có bí quyết để chúng ta nên một đó, thưa quý ông bà anh chị em. Nên một là mỗi người phải giảm bớt đi cái tôi của mình đi thì chúng ta nên một được. Chúng ta không coi chúng ta là nhất nữa, để chúng ta lắng nghe nhau, chúng ta cùng đưa ra những quyết định. Cả một tập thể lớn như vậy thì cuối cùng thì cũng phải ra có một quyết định thôi. Nên một là chỗ đó, chịu khó lắng nghe nhau, và cuối cùng thì phải có ra một quyết định. Mà một cái quan trọng hơn nữa đó là tất cả chúng ta đều quy hướng về Chúa Kitô là một.
tất cả mọi người đều muốn trở nên giống Chúa, sống hiền lành, khiêm nhường, biết lắng nghe và vân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, thì chắc chắn chúng ta sẽ nên một như Chúa và Chúa Cha của mình nên một. Chỉ có một cái tâm ở giữa mà tất cả mọi người đều hướng về thì chắc chắn chúng ta sẽ nên một. Chúng ta sẽ gần nhau hơn khi chúng ta di chuyển về tâm. Bây giờ cứ thử tưởng tượng coi, bây giờ mình đặt một cái gì đó hay một cái điểm gì đó ở trên đây hay là ở giữa nhà thờ, mà bây giờ mỗi người ở đứng ở một góc khác nhau hết thì chúng ta đang xa. Bây giờ làm cách nào để chúng ta gần? Chúng ta di chuyển về điểm đó, đúng không ạ? Tôi lấy một hình ảnh rất là cụ thể là ví dụ chúng ta lấy một cái hình tượng, thí dụ một tượng thánh tâm Chúa hay gì đó để ngay nhà thờ, ngay giữa. Bây giờ làm sao để cho nguyên một đám đông tách biệt nhau như thế này mà bây giờ về một cái chỗ gọn nhất, làm thành một cái diện tích nhỏ nhất. Thế là tất cả mọi người có phải là phải di chuyển về không? Chúng ta đều di chuyển về hướng thánh tâm Chúa hết, ở tượng, cái tượng ngay ở giữa nhà thờ. Thế là chúng ta tạo thành một cái khối thống nhất một. Thì cái đó là thể lý chúng ta thấy về vấn đề thân xác. Còn bây giờ về tinh thần cũng vậy, chúng ta cố gắng hàng ngày gắn bó với Chúa Giêsu, nên một với Chúa trong thánh lễ, trong các lời cầu nguyện, vân vân và vân vân. Trong cách chúng ta sống càng ngày càng giống Chúa nhiều hơn là chúng ta nên một với Chúa. Và như vậy là chúng ta đang sống đẹp lòng Chúa, sống theo những gì mà Chúa Giêsu đã tha thiết cầu xin với Cha Ngài, là chúng ta nên một như Chúa và Chúa Cha vậy.